tiền đạo tuyển nữ Việt Nam lên xe hoa với cầu thủ câu lạc bộ Hải Phòng. Chia tay sân có cựu cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam Châu Thị Văn kết hôn với tiền đạo câu lạc bộ Hải Phòng. Tiền đạo Châu Thị Văn từng được huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập lên đội tuyển nữ Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup nữ 2022 đã chính thức về chung một nhà với tiền đạo Phạm Trung Hiếu đang thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng. Cả hai đã có một thời gian dài tìm hiểu sau đó mới tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên do cả hai cùng là cầu thủ nên chuyện tình cảm của cặp đôi này khá kín tiếng. Châu Thị Văn được xếp trong nhóm cầu thủ tiềm năng của đội tuyển nữ Việt Nam. Cô chơi ở vị trí tiền đạo từng chia sẻ rất thần tượng đàn chị Huỳnh Như. Tiền đạo sinh năm 2002 từng cùng đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu giao hữu tại Pháp. Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng nhắc đến Châu Thị Văn, một tiền đạo trẻ có thể hình và sức mạnh rất tốt. Tuy nhiên sang năm 2023 Châu Thị Văn đã quyết định tạm gác lại công việc đá bóng để xây dựng gia đình. Người bạn đời của nữ tuyển thủ là Phạm Trung Hiếu hiện đang thuộc biên chế câu lạc bộ Hải Phòng. Trong mùa giải 2022 khi câu lạc bộ Hải Phòng giành chức Á quân V-League, Châu Thị Văn đã đến chúc mừng bạn trai và đội bóng. Trong làng bóng đá Châu Thị Văn và Trung Hiếu không phải cặp đôi đầu tiên vợ chồng cùng là cầu thủ. Trước đó chuyện tình của nữ tuyển thủ Phạm Hoàng Quỳnh và cựu cầu thủ U23 Hồ Ngọc Thắng cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.